Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ một số loại thuốc mà mình vừa kết hợp lại, mình phun rầy xanh rất hiệu quả trên cây khổ qua. Mời cả nhà mình cùng xem mình chia sẻ nhé cả nhà. Đây là vườn khổ qua của mình đã trồng được gần 1 tháng rồi, nay khoảng cỡ 27-28 ngày rồi cả nhà ơi. Lúc này là cũng gần cuối tháng giêng rồi thì rầy xanh rất là nhiều luôn. Đây là mình tưới nước ngày 2 cữ luôn á. Ngày trời này nắng dữ lắm. Mà cách ngày qua là bữa hôm kia là có cái mưa lớn cũng đỡ. Rồi mình nghĩ tưới nước có một ngày thôi, nhưng mà hôm nay mình phải tưới lại nữa. Tại vì hôm qua đang trong giai đoạn mà bị rầy xanh chết thúc như thế này, mình phải tưới nước càng nhiều càng tốt. Nắng nóng là mình phải tưới cho nó bung đọt lên, tại vì thiếu nước là rầy nó hút quáo lá liền. Đây, cho cả nhà xem cái vườn khổ qua của mình này. Cái giạt trên này thì nói chung là ít rầy hơn là đầu dưới, tại vì rầy tấn công từ đầu dưới tấn công lên. Ở dưới đây thì nó không bằng này. Mình chưa có dọn cỏ dưới gốc xong nữa, mình mới có dọn cỏ từ hôm Tết tới nay, là mình để cỏ tới nay là cỏ nó lớn luôn, rau giờ với ba cái cỏ hàng chầu trong gốc này. Bên đây mình dọn hết rồi nè, nhà cả nhà thấy ở dưới gốc trống lóc hết rồi, rầy vàng nó bu ra quáo lá dưới lá gốc hết. Lên trên mình phun nó thì nó cũng đỡ rồi. Bữa hai nó là bắt đầu mình bỏ NPK vào lỗ nè, phân gà mình bỏ rồi, mình tưới nước mình xối vào lỗ luôn cho nó lỗ sâu xuống, rút nước vào trong. Tại lúc trước xới đất là cái liếp đất của mình nó còn khô lắm, mình tưới nó không thấm được, mình tưới xối xuống luôn cho nó thấm đều hết luôn. Với là nhờ cách ngày qua cái mưa bữa hổm là cái mưa lên rất là lớn luôn, thì nước cũng rút vô một phần, thì đất ướt đều thì rễ nó sẽ mau ra hơn, cây nó hấp đủ lực cái nước thì nó phát triển tốt hơn. Ướt đều thì rễ nó sẽ bung đều. Cái giai đoạn mà khổ qua từ 25 ngày trở lên là bắt đầu nó tượng nụ. Qua đợt này mình trồng nói chung không tốt lắm, bị rầy nó chích thúc nhiều quá đi, tượng nụ rồi. Khổ qua đa số là bây giờ nó tượng nụ rất là nhiều, mà cái nhánh ép thì nó cũng mới bung, mà mới bung chưa có dài lắm. Đọt thì lên tới rống rồi, lên tới rống. Cái đọt này là bị sâu cắn, mình mới kết hợp thuốc sâu chiều, mình phun thuốc rầy là chiều mình phun luôn rồi. Bây giờ là khoảng cỡ 5:30 gần 6 giờ, chiều này 4 giờ mình có phun rồi. Sau này sâu xanh da láng với sọc sọc trắng ở trên này, nó cắn đứt đọt, mình phải kết hợp xịt sâu luôn. Nhưng mà nó cũng có một lợi thế chỗ này, khi mà nó cắn đứt đọt thì mấy cái nhánh này nó sẽ bung ra dày đặc hơn nữa. Cắn đứt đọt giống như là mình bấm đọt ấy, thì nhánh ở đây nó sẽ bung ra rất là nhiều nữa. Khi mà cả nhà thấy nè, thì cái đọt mình mẹ mà nó bị cắn đứt ngang thì cái nó tức quá là nó tự bung cái nhánh ngay nách ra nè, bung nhánh nách ra nó rất là nhanh. 11 thì trái nó sẽ rộ dưới đây nhiều hơn, bung nhánh nhiều thì nó sẽ rậm ri, nói chung là trái nó sẽ rất là nhiều. Trước khi giới thiệu cái một số loại thuốc mình phun xịt cho cả nhà biết thì mình sẽ tổng quan sơ lược về cái vườn khổ qua của mình nhé. Bên đây mình làm cỏ chưa xong, mấy giờ cái đầu trong mình làm cỏ hết rồi. Bên đây còn rau giờ những gốc quá trời luôn, mình phải tranh thủ làm càng nhanh càng tốt để không phải sâu rẫy nó ở dưới đây nè. Tết tới giờ là mình làm không có kịp, dăng 3 giây rồi lúc mấy ngày Tết thì đi chúc Tết nữa, cho nên làm không có kịp. Giờ rau nó bự, rau dành bự ở bên ngoài mình phun cỏ nó rộp xuống này. Vài bữa bắt đầu mình tranh thủ phải cắt cho nó xong mấy cái cỏ. Nên mình dùng kéo mình bấm, mình dạch ra có cái góc nằm đâu rồi, cái mình kéo mình cắt sát này, chứ mình nhổ không được. Giai đoạn này mà nhổ là nó bung rễ hết, hư rễ khổ qua hết. Mình sẽ dùng kéo mình bấm, mà phải bấm khéo để mình bấm không kỹ là bấm vô cái đứt cái góc khổ qua là rồi luôn. Mình phải dạch ra trước như thế này, mình bấm. Lên tới sắp tới rống rồi. Nếu không bị rầy xanh chích thúc à, khu vườn của hoa mình nay rất là tốt. Khi cây nó hút
nước và chất dinh dưỡng lên để nuôi cây á. Cái bộ rễ nó hút chất dinh dưỡng và nước để nuôi cây thì bị rầy, rầy nó bám vào cái dưới mặt lá dứa, nó hút ba cái chất dinh dưỡng của cây làm cho cây bị suy kiệt, cho nên sẽ bị cằn cỗi. Trong giai đoạn này mình phải tưới nước đầy đủ và mình phun nhiều thuốc rầy, trị rầy và kết hợp với lại một số phân bón lá để tăng cái cơ chế cái đề kháng cho cây. Rồi kèm theo đó mình phải bón phân hữu cơ như phân gà, phân bò. Nói chung là phân hữu cơ nào cũng được. Với lại mình sẽ bón thêm NPK từng giai đoạn. Giai đoạn đang phát triển tầm khoảng có 15 đến 20 ngày là mình bỏ NPK một chuyến. Giai đoạn khoảng 25 ngày mình sẽ bỏ một chuyến nữa. 25 đến 30 ngày là lúc giai đoạn tự nụ là mình nên bỏ thêm NPK. Đó. Khi mà khổ qua mà nó mình có hái rồi thì mình sẽ đổ phân bò, phân gà ở ngoài đây nè. Giai đoạn này thì mình sẽ dài bữa hai nó bắt đầu mình bỏ NPK vào trong cái lỗ này. Đó. Bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cái đám qua mình đây. Cái đầu dưới này thì nó bị rầy chập dưới lên nè, cho nên nó không có tốt bằng cái đầu trên. Cái đọt nó bự nè, nó đang đi đọt. Rầy bô quáo lá luôn. Mình cũng phun cái đợt cách đây mấy bữa thì ba bữa mình cũng phun loại kia rồi. Mình dập là lần 2 tăng 2 là cách 3 ngày nữa nè. Mình thấy xịt khỉ liên tục vậy cho này xanh. Nó té xuống. Xịt là nó té liền luôn. Thấm thuốc là nó té à. Mặt trời buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp luôn. Mấy ngày nữa là vừa qua mình là đầy tháng rồi. Bên đây làm cỏ dưới gốc, ở trong gốc thấy sạch sẽ. Mình làm chưa phút này mình chưa có làm xong, mới làm tới đây. Làm trong ra hai vạt à. Vạt này mới tới đây. Tháng này rầy rất là nhiều luôn. Có mà qua mình đầy tháng là bắt đầu tượng nụ rồi. Đó. Cả nhà xem. Và bây giờ mình sẽ lại chia sẻ một số loại thuốc mà mình xịt kết hợp rất là hiệu quả. Đây, bây giờ mình sẽ không dài dòng nữa. Bây giờ mình sẽ lại chia sẻ cho cả nhà biết một số loại thuốc mà mình mới tìm ra và kết hợp rất là hiệu quả luôn. Đây. Cái loại đầu tiên á, diệt rầy mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà biết. Đây. Dinitop 300 WB. Đây, cái thành phần của nó là dinotofuran 120g trên 1 kg nè. Với lại buprofezin 180g trên 1 kg, phụ gia thì 700g trên 1 kg. Cái này thành phần nó là hai loại. Hoặc chất này là chuyên diệt về côn trùng chích thúc luôn nè. Hiệu là sát thủ diệt rầy. Một gói là 100g. Hợp chất dinofefuran và buprofezin được đăng ký nhiều trên thương mại khác nhau tại Việt Nam nè, để phòng trừ các loại sâu rầy hại như rẹp sáp, rệp vẩy, bọ trĩ, rệp mụi đen, rầy nâu, hại lúa, rầy bông xài, rầy trọng cánh, rầy xanh nè, bọ nhảy, hại rau màu, rầy xanh, hại sầu riêng luôn, này xịt tinh sầu riêng luôn nè. Là mình sử dụng là 10 đến 15g trên một bình 20 lít. Pha 100g thuốc cho phi 200 lít nước. Liều là 0.25 đến 0.3 kg trên ha. Đó, mình cứ coi hướng dẫn sử dụng thôi. Ở đây là mình xịt vậy, ở đây là mình xịt là một gói mình chia làm 4 bình luôn cả nhà.
tại vì rầy số lượng đang rất là dày đặc cho nên mình xịt hơi nặng nặng chết xíu, 10 đến 15g thì nó cũng hơi nhẹ quá. 100g mình chia làm 4 bình đi, 25g là bình 16 đến 20 lít. Đây, cái loại mình đầu tiên mình giới thiệu cho cả nhà biết nè. Còn kết hợp với thêm một loại nữa. Cái loại thứ hai nè là Cherry 70WG nè. WG này tức là nó cái thuốc này nó mát lắm. Cái hiệu là sao nè? Chỉ có cái thuốc mà EC nè, WB như này nè. Là thuốc nó nóng, xịt là tính chất nó nóng. Còn dùng công nghệ cao hơn là thường thường người ta dùng WG nè, hoặc là cái nhà thấy mà mấy gói thuốc mà để chữ SNL đó là cái thuốc nó xịt mát hơn. Công nghệ nó sản xuất mà thường thường đó nó dạng là thuốc chất lỏng á. Cái thuốc ở trong là chất lỏng hay là một chất sữa vậy nó sẽ mát. Đa số thuốc bột mà để WB nhiều hơn. Với lại nhũ dầu để EC rồi là tính chất nó nóng. Còn WG nè. Với lại SNL đồ. Với lại nhiều loại lắm mà mình không nhớ hết. Nói chung là nó cái hiệu sao là biết nào loại thuốc nào mát hay là nóng. Nè, WG nè. WB này là nóng à. Còn như chai 3.6 mà để cho EC rồi sao á là thuốc nó cũng nóng á. Đây, giờ mình sẽ nói là thằng Cherry nè. Cherry này nói chung là hoạt chất nó khác hai nãy luôn nè, các bạn nhìn thấy nè. Là Bimetrozin 65% nè. Còn Thiamethoxam nè 5% với chất phụ gia đặc biệt. Phụ gia đặc biệt như chất dẫn, lưu dẫn hay chất này kia rồi cho nó thấm vô cái con rầy. Con rầy chết. Sạch rầy bất ngờ, đặc trị rầy nâu hay lúa nè. Nói chung đa số các loại thuốc thì để đặc trị rầy nâu. Rầy chết nhanh, hiệu lực kéo dài nè. Mình kết hợp hai này lại nè. Diệt rầy rất hiệu quả luôn. Chiên gì đầy luôn. Rồi các bạn muốn thấy có sâu kết hợp thêm thuốc sâu nữa. Cái này xịt sâu rất hay nè. Sâu xanh da láng nè. Mấy loại sâu kháng thuốc đó, trị sâu kháng thuốc nè, bỏ trị rầy xanh luôn. Vừa xịt rầy xanh mà vừa xịt sâu luôn. Hoặc chắc nó là abemetin nè. Chlorozozon nè. Chiều hôm nay là mình xịt kết hợp luôn thuốc sâu rồi, ba loại này đây. Cái này, cái chai này thì 100cc mình cũng xịt. Mình xịt là cho 5 bình. Một bình 20cc. Cái này là một gói là một bình. Còn gói bự này là một gói là 4 bình. Đó, mình chia ra mình xịt. Rồi, mình chiều hôm nay mình xịt kèm theo phân bón lá này ở đây. Phân lá này bị cao hữu cơ nè. Mình cho 20cc nữa. Đâm chò kéo đọt, dưỡng cây, dưỡng hoa nè. Đậu quả, dưỡng trái, lớn trái. Trong cái giai đoạn mà bị rầy chết thúc như thế này nè mình muốn kéo đọt đi nhanh nữa, mình sử dụng 20cc có một thằng bón lá hữu cơ nè. Mình kèm thêm một gói Atonic kích thích sinh trưởng. Mình kích thích cho nó ra rễ thêm, với lại nó bung đọt đi, với lại bung tược trong cái nách lá thì nó sẽ kháng lại được sâu rầy. Nó đi đọt trong giai đoạn này rất là quan trọng. Ngay thế mình đủ chất dinh dưỡng, đủ nước, mình tưới đủ nước, đủ chất dinh dưỡng thì cây nó sẽ đi rất là nhanh, kháng khống chế lại được con rầy, nó cũng đỡ phần nào. Ở đầu trên này rầy ít tấn công hơn, nên cái khổ qua mà nó lên nó tốt hơn. Cả nhà mình coi, cái giai đoạn này mình phun kết hợp này, hôm nay là nó cái đọt nó rất là to, này. Cái đọt nó trắng như thế này là nó qua đang đi rất là nhanh. Nó lên chạy như tới đóng à. Nó vừa đi cái vừa nó vừa bung cái nhánh nghe nách luôn mà nó vừa ra trái luôn. Tượng nụ quá trời. Giai đoạn hai mấy ngày bắt đầu tượng nụ. Gốc này thì rầy đỡ hơn gốc dưới. À, cái giai đoạn này mình kỹ thuật xịt của mình á là mình xịt ở bên trong. Mình phun ở bên trong, mình móc ngược lên, móc trực tiếp rầy, tại vì rầy nó nằm núp ở dưới. Đây. Mình xịt là mình đưa cái bếp phun đưa lên vậy nè,
mình đưa sát ở đây, cái mình đẩy lên, đưa sát vô cái mình đẩy lên nè, cái nước nó trực tiếp tiếp xúc trực tiếp vô con này xanh luôn, nó té xuống liền. Con nào bị dính là nó té xuống, con nào chưa dính thì nước thuốc nó còn đây, nó bu vô nó hút là nó sẽ bị thấm thuốc về sáng mơ, trong vòng nội tối nay là nó sẽ té xuống, nó chết xanh bạc luôn. Cứ một chuyến là mình xịt móc lên vậy đó. Mình cứ xịt rầy xanh là cứ móc lên vậy, còn không mấy thì xịt ở ngoài cũng được. Một chuyến ở ngoài, một chuyến ở trong, một chuyến mình sẽ xịt mặt ngoài, xịt ở trên cũng được, nhưng mà hiệu quả nó không bằng mình dưới mình xịt lên. Mình xịt móc ngược lên nó sẽ hay hơn, tại rầy nó nằm mặt dưới, mình xịt như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Mình cứ kết hợp các loại thuốc mà mình hướng dẫn nè cả nhà. Cái nhà cứ xịt đúng như vậy là mình đổi thuốc. Chuyến sau là mình không xịt loại này nữa, chuyến sau mình đổi lại loại khác. Chuyến sau mình có thể đổi lại ba đăng nhật với lại siêu kép đó, hai loại đó, ba đăng nhật, tại vì nó cũng có trị sâu luôn, mình không cần kết hợp thuốc sâu nữa. Các loại này thuốc đều khác nhau hết, thành phần nó không giống nhau, cho nên mình xịt không có sợ bị tăng liều. Nếu giống nhau mình xịt nó dễ bị tăng liều lắm, còn khác nhau, thành phần khác nhau này để cho cả nhà xem nè. Nó không có giống nhau nè, cái loại này nè, cái loại này nè, nó không giống nhau, cái loại này cũng không giống nhau nè, khác nhau hết, khác nhau hoàn toàn hết luôn, không có giống nhau. Đó. Mình xịt thuốc này phải kết hợp thêm cái phân bón lá, bất cứ loại nào cũng được, ngoài loại này ra thì còn một số loại khác thì cả nhà kết hợp loại nào cũng được, với mình kèm theo một gói kích thích sinh trưởng Antonis, còn không có dùng Antonis thì dùng cơm cắt cũng được. Trên thị trường có nhiều loại lắm, thì mình cũng mới tìm ra cái loại này, xịt thấy cũng có hiệu quả lắm. Bữa hai nó là bắt đầu mình vô NPK. Đây, mình có trồng một hàng bí tổ ăn đọt rất là tốt. Này là bí tổ siêu đọt của Vinh Nông. Này mình trồng, mình cắt đọt ở đây nè. Nếu mà cắt bán, thường thường bí tổ cắt bán thì mình cắt tầm ở đây nè. Này lá này với lá này, lá này mình chiều khoảng, mình tầm khoảng chiều khoảng 3 lá, mình cắt ra đây khoảng nửa thước, 5 tấc. Rồi bán ra tới đây nè. Còn cắt dài quá thì ta chơi cắt ngang này. Cái đây nó bung nhánh ra, cái mình cắt bán tiếp. Hôm trước mình cũng có trồng bí tổ trắng đọt bán. Vậy mai mốt này mình cũng sẽ trồng một dạt, hai dạt nữa để mình cắt bán. Hay mình trồng này để vô mình luộc cái nước tương ăn nè, rất là ngon luôn, xào thịt bò cũng ngon. Đọt bí tổ này ăn rất là bùi. Mình đổ phân gà qua này cho nó tốt. Đọt bí tổ này không cần có bỏ NPK gì á, lâu lâu mình rải mà SA cũng được, hoặc là ure cũng được thôi, không cần NPK, tại vì mình chỉ ăn đọt thôi. Con hàng này là ăn mệt xỉu luôn, vài bữa nay nó bung nhánh đầy luôn. Mình cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bây giờ cũng tối rồi. Cả nhà nếu có trồng khổ qua, mình cứ áp dụng một số loại thuốc phun rầy xanh. Qua Tết thì rầy xanh rất là nhiều, cũng rất là hiệu quả. Mình đã chia sẻ đó ở đây nè cả nhà. Thì cũng chúc cả nhà thành công, sức khỏe và thành công nhé. Thôi mình cũng kết thúc video tại đây. Xin chào cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay á thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều nha.